Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục test và đánh giá các sản phẩm âm thanh đến từ Nguyên Hùng Audio. Thì hôm nay mình sẽ có một bài đánh giá và test một dòng loa karaoke cao cấp đến từ thương hiệu Pioneer. Thì như các bạn đã biết, Pioneer là một hãng âm thanh khá thành công trong nhiều lĩnh vực như tạo ra những dòng loa nghe nhạc đình đám hoặc là những âm ly, receiver, những dòng home theater. Đặc biệt về mảng các thiết bị ca hát tại nhà thì những thiết bị, những cặp loa, những âm ly của Pioneer cũng là những dòng đỉnh cao. Thì trong kỷ nguyên mà người dùng thích những cái giá trị của giải trí là chính thì karaoke là bộ môn mà không thể thiếu đỡ đối với những người nghe nhạc và đam mê âm thanh tại nhà. Thì cặp loa mình muốn giới thiệu ở đây là cặp loa Pioneer CSX080. Một dòng loa được ra đời khoảng năm 2010. Với các thiết kế rất là hiện đại, rất là bắt mắt. Và đặc biệt ở cặp loa này nó có công suất rất là khủng, 600W. Một cặp loa công suất như thế này chúng ta có thể hoàn toàn cho những căn phòng hơn 100m² đều là tốt. Thì Pioneer CS X080 nó có những thông số kỹ thuật như sau. Đôi loa có chiều ngang là 45,5cm, chiều sâu là 24 và chiều cao là 26cm. Nó thiết kế gồm 3 loa, 2 loa trép hai bên và 1 loa bass 20cm ở giữa. Với các đường bo góc rất là đẹp và tinh tế như các bạn có thể thấy ở đây. Đặc biệt ở giữa loa bass nó có hai đường vòng cung màu giả kim loại rất là đẹp, nó nhìn óng ánh lên rất là sang trọng. Logo Pioneer đặt nằm ở giữa. Thì như các bạn đã biết, sau năm 2000 thì hãng Pioneer đã thay đổi logo của mình bằng cách thiết kế logo có chữ Pioneer in nghiêng. Được đó thì chúng ta thấy logo có hình dấu cắt và một chữ Pioneer nằm thẳng ở dưới. Thì mình cũng khá thích cái kiểu logo này, nó nhìn nó hiện đại hơn. Nó bắt kịp với những hãng điện tử khác. Nó... Rồi, đánh giá về chất âm của cặp loa này. Đây là một cặp loa có chất âm rất là dễ chịu. Ngoài việc karaoke rất là xuất sắc thì chúng ta có thể để nghe nhạc. Âm thanh nó nghe nhạc rất là tốt, âm bass ra lực căng, rep rất là nhuyễn, rung thể hiện ngọt ngào, ấm áp. Thì trên loa nó có những cái lỗ này hãng đã làm sẵn để chúng ta có thể bắt ốc để treo lên tường. Đây chúng ta có thể thấy bên trong nó có những con tán, nó giữ cho loa rất là chắc. Thì Pioneer CS X080 có thể ghép với những dòng, nếu chúng ta nghe nhạc thì ghép Denon hoặc là dòng Pioneer. Thì lưu ý là công suất âm ly khoảng 180W trở lên thì nó sẽ đánh tốt hơn. Tại vì cặp loa này là 600W là tối đa. Công suất bình thường khi chơi cũng phải là 150 trở lên rồi. Còn khi karaoke thì chúng ta có thể chơi với những dòng Jaguar, BMB hoặc là những dòng nội địa của Nhật Bản, dòng California của Mỹ. Nó không có khó ghép. Đối với cặp loa này chúng ta chơi karaoke không cần sub, âm bass quá lực rồi. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe một bản nhạc để nghe thử chất âm của nó. Nếu có điều kiện mình sẽ test một bản karaoke sau. Năm 2000 năm anh còn gì, tôi còn lại gì, em còn gì, ta còn lại gì, có
chăng đó là bóng hư không, còn chăng đó tuổi đã mênh mông, còn chăng đó tóc xanh phai màu qua mẫn rồi và ngày thật dài của chúng ta, của những phôi pha. Tiếng nhạc hồn du trọn đời mình, và em có lời đã ghi âm trong riêng u một mối âm sâu, và anh có án văn xưa đây cho đến giờ mộng mộng nhạt mờ, và chúng ta đi vào trong rồi mình đã hoàn thành xong bài test đôi loa Pioneer CSX080, một đôi loa vừa có giá trị karaoke mà nghe nhạc cũng rất là hay. Các bạn có nhu cầu hãy sớm liên hệ mình theo số điện thoại trên nhé. Hãy bấm nút đăng ký kênh của mình, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì bạn sẽ được cập nhật sớm nhất những video mình ra mỗi ngày. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.